Dạ, điện thoại Hàng Tôm, mến chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay thì em mới về được mấy dòng Samsung dòng cao 58 bộ nhớ 128 ha. Để pin 5.000 nha. Hôm nay iPhone thì em hiện tại trái hàng nha cô chú anh chị. iPhone hiện tại còn chỉ có một cây. Cây này 6S Plus với cây 5C ha. Rồi bây giờ thì em sẽ vô em test máy báo giá từng cái. Cô chú anh chị nào mình lên cái nào chốt liên hệ với em nha. Hình thức ship hàng bên em là cô chú anh chị mình mua thì cọc cho em 100k vào tài khoản. Nếu không có tài khoản cọc cạc điện thoại nha. Cọc xong cho em tên địa chỉ số điện thoại em ship bên em ship code ship toàn quốc. Giờ chiều thì em bán ở ngoài sân vận động Tân An. Còn ban ngày thì cô chú anh chị mình mua thì cứ tới địa chỉ 42 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Tân An, Long An nha. Đường quán cơm Ly Sung á. Em ở đối diện tỉnh sáng Long An. Rồi thì bây giờ em sẽ vô test máy nha. Em sẽ quay iPad trước nha. Hôm nay iPhone, bên dòng iPhone của em không có còn nhiều. iPad thì chỉ còn có hai cây. iPad 4 và một cây iPad mini 1 thôi. Còn dòng iPhone thì trái luôn rồi, giờ chỉ còn. Rồi cây này iPad mini 1 nha. iPad mini 1 không xài SIM. Hiện tại máy đẹp keng luôn, còn một cây duy nhất. Giá bán là 1 triệu cho cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị nào mình mua ốp lưng bao da của iPad 1 và iPad 4 thì được theo 50% của bên giá trị ốp lưng bên em nha. Rồi thì cái này hiện tại bên em bán là 1 triệu nè cô chú anh chị. Cái máy này là đẹp keng luôn ha. Lo bọng thì cô chú anh chị mình an tâm nha. Lo to màn hình đẹp mà hiện tại cái máy này nó cũng đẹp luôn. Nó đẹp trên 95% luôn cô chú anh chị. Em còn một cái duy nhất nha. Giá 1 triệu. Cái lo nó rất là to ha. Nhỏ mà có vỏ nè cô chú anh chị. Lo rất là to. Đây. Em test lo thử với cô chú anh chị nghe luôn ha. Rồi thì ở trong đây thì em cũng có cài đặt sẵn cho cô chú anh chị luôn nha. Zalo, Facebook, MP3, TikTok rồi ha. Về mình chỉ đăng nhập kết nối wifi là mình xài bình thường nha. Rồi cây này giá 1 triệu nè. Máy đẹp keng luôn. Rồi iPad 4 thì bên em còn 16 GB và hai cây ha. Đây cây hai cây máy đẹp như vậy nha cô chú anh chị. Mấy cái dòng này thì em mua thì em cũng đã test máy rồi. Cô chú anh chị mình mua iPad bên em thì về an tâm về cái phần lo bọng thôi ha. Chỉ nói chung là mình chỉ lo về giá tiền mình mua thôi. Còn máy thì em đã cài đặt sẵn hết cho cô chú anh chị. Khi mà mình mua về mình có sim thì mình để sim 4G cho mình xài ha. Mình bật sim 4G cho mình xài. Cái máy này có để sim nè. Còn nếu như mình không có xài sim thì mình kết nối wifi mình xài bình thường nha cô chú anh chị. Cây này thì giá nó là 16 GB là 1,4 triệu nha, hai cây luôn. Lo rất là to nha. Trên đây là em chỉ quay sơ lược thôi nha cô chú anh chị. Mình cô chú anh chị nào mình mua cây nào thì cứ kết bạn Zalo số điện thoại bên trên của em ha. Rồi mình muốn em tư vấn gì thì cứ hỏi em tư vấn nha. Rồi iPhone 5C. iPhone 5C thì bên em có một cây 16 GB.
Cái này là máy cũng đẹp nha, một cây nhất thôi nha, màu trắng sữa ha. Rồi cây này thì em bán cho cô chú anh chị giá 600k. 600k nha. Nghe gọi ok, lo bổng ok hết ha cô chú anh chị. Rồi con này là 6S lút. 6S lút 32 GB. Full chức năng nha, vân tay đầy đủ, pin 100 luôn nha cô chú anh chị. Con này là lo bổng sim ok hết, em có cài đặt sẵn luôn cho cô chú anh chị rồi ha. Bên em là từ các dòng điện thoại, từ dòng cao đến dòng thấp, từ iOS cho tới Android, em đã cài đặt sẵn hết cho cô chú anh chị luôn. Mình mua về chỉ để sim vô là mình xài thôi nha. Rồi cây này là giá 1 triệu 7 nha. 6S lốt 32 GB, còn vân tay pin 100, giá 1 triệu 7, còn một cây duy nhất nha. Rồi tiếp theo thì em sẽ quay dòng Samsung nha. Samsung Samsung này ghi năm 2016, RAM 2 bộ nhớ 16 nha. Cái này là nghe gọi Zalo, Facebook, nghe nhạc độ ok hết nha. Cái này là giá 650k nha cô chú anh chị. Lo là ok luôn nha. Cái này là cài đặt sẵn hết luôn rồi nè. Máy là tương đối đẹp ha. Cái này là cái lưng nó còn dán luôn nè. Còn dán mặt keo ha. Còn dán lớp keo. Máy này thì nó qua đời lâu rồi. Nhưng mà nó cũng còn. Còn lớp keo. Cho nên máy nó cũng còn đẹp. 650k. 52 bộ nhớ 16. Coi đầy đủ chức năng ha. Nhưng mà không có chơi game nha. G7 2016, cây nãy là G5 2016, cái này là G7 nha cô chú anh chị. Con này là 750k. Con này là máy full chức năng, màn là đẹp luôn, màn bao đẹp nha, không có đám đám mây nha. Không có đám mây, không có sao gì trên đấy hết nha. Tất cả các dòng máy bên em, cây nào có lỗi gì là em báo hết cho cô chú anh chị ha. Rồi cây này cũng vậy luôn nha. 750k em có hai cây G7 2016 là em có hai cây. Rồi tiếp theo dòng Samsung bên em là A21s. RAM 3 bộ nhớ 32 pin 5000 nha. RAM 3 bộ nhớ 32 pin 5000, giá 1.850. Máy full chức năng ha, camera đục lỗ, màn hình 6.5. Vân tay còn đầy đủ nha. Dòng này là pin 5000 nha. Pin 5000. Giá 1.800.000. 1.800.000 nha cô chú anh chị. A21S. Rồi A20 luôn. A20 hiện tại bên em có hai cây màu đỏ. Con này thì RAM 3 bộ nhớ 32, giá chỉ có 1.300.000 thôi nha cô chú anh chị. Con này là RAM 3 ha. Con này là nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube được ok hết nha. Hai sim ha. Chụp hình cam trước cam sau ok hết. Bên em là bảo hành cho cô chú anh chị một đổi một trong vòng một tuần lễ nha. Cô chú anh chị nào mình mua bên em thì mình nhận hàng, mình được quyền kiểm tra hàng trước lúc nhận hàng. Mình kiểm tra hàng là mình bỏ sim vô, mình nghe mình gọi ok. Mình kết nối wifi rồi ha. Wifi đầy sóng thì mình cứ nhận hàng giúp em nha. Còn máy mà men mà có bị lỗi gì trong vòng một tuần lễ, em một đổi một cho cô chú anh chị, màn hình thì em không bao nha. Màn hình không bảo hành ha. Con này là A50. A50 bên em có cặp RAM 4 bộ nhớ 64, pin 4000, màn hình 6.4 nha cô chú anh chị. Con này là giá 1 triệu 7 ha. Giá 1 triệu 7 hai cây A50. Em có hai cây màu trắng và màu đen. Rồi tiếp theo A50s. A50s thì em cũng có hai cây luôn. Hai cây này là màu đen ha. Màu đen xa sọc ha. Con này thì cũng RAM 4 64 luôn mà nó
dòng mà dòng cao hơn nha, là nó thêm cái chữ S nha, là nó hơn 100.000. Rồi cây này là giá 1,8 triệu. Rồi tiếp theo con này là M3288 của nhóm 128, pin 5.000. 128 128 pin 5.000. Giá nó là 3,1 triệu nha. 3,1 triệu cho cô chú anh chị ha. Màn hình sống động. Màn hình đẹp long lanh luôn nha. Cam trước cam sau ok hết, tất cả các máy đều ok hết nha. A10 á thì em có hai cây, màu xanh và màu đỏ. Màu xanh này lạ lắm nha, màu xanh này xanh gì ta? Xanh này giống xanh két á cô chú anh chị. Và màu đỏ nè. Con này là giá 1,1 triệu nha. Con này thì RAM 2 bộ nhớ 32 luôn nè, giá 1,1 triệu. Rồi tiếp theo tới M20 của A20. A20 em có một cây màu xanh và màu đen. Con này là RAM 3 bộ nhớ 32, giá 1,3 triệu nha. Đây. Samsung. Rồi tiếp theo em có M20 nè, RAM 3 bộ nhớ 32 pin 5.000, con này giá 1,3 triệu. Rồi tiếp theo con bên đây là A11, A11 RAM 3 32, giá 1,6 triệu nha. Trên đây mỗi cây em đều có nói giá hết nha, cô chú anh chị mình coi cây nào thì nhớ nghe cái giá giùm em. Nhiều khi em quên, với lại nhiều khi trên live em theo em giảm giá cho cô chú anh chị mà ông xã em không biết á, thì cái ông cứ nói giá bán không, nên cô chú anh chị thông cảm nha. Nếu mà trên live em có sale em hạ giá thì cô chú anh chị mua hàng nhớ nói giùm em nha, để nhiều khi ông cứ nói cái giá bán không à, ông không có biết. Em ở trên đây thì em xả hàng, thì khi xong rồi các em cũng quên nói không. Rồi tiếp theo con A12 RAM 4 bộ nhớ 128 pin 5.000. Con này thì máy đẹp 9798% ha. Con này thì giá nó là 2 triệu chẵn nè. Cam trước cam sau ok hết, màu đen nha cô chú anh chị, màu đen. Cam trước cam sau đồ ok hết, lo bọng đồ ok hết nha. Nói chung cô chú anh chị mình mua hàng bên em thì nhớ khi nhận hàng mình kiểm tra hàng, mình để sim vô nghe gọi thử thử chân sạc, và mình kiểm tra cái màn hình cho kỹ giùm em, để khi màn hình em không có bao cô chú anh chị mình không ấy. Với lại nhiều khi em gửi hàng đi, máy em nó không có bị lỗi gì hết, nhưng mà gửi hàng đi nhiều khi mấy cái shipper giục đùng đùng rồi nó chạm cảm ứng này kia, cho nên thành ra cô chú anh chị nhớ test máy kỹ màn hình giúp em nha, tại vì màn hình là em không có bao nha, thì có màn hình là không bao. Còn men lỗi là một đổi một cho cô chú anh chị trong vòng tuần lễ ha. Theo em có cái A71 nè. A71 này RAM 6 bộ nhớ 128 in 4.500. Cái dòng A71 này chụp hình là khỏi chê nha. Con này là em bán giá cho cô chú anh chị 3,2 triệu, máy đẹp keng luôn. Lo bọng được ok hết, màn hình ok luôn. Nói chung là tất cả các dòng máy của anh em đều ok hết nha. Cây nào nó có lỗi là em báo lỗi ha. Rồi con này là A72 RAM 8 bộ nhớ 256 pin 5.000. Con này là giá 4 triệu chẵn cho cô chú anh chị luôn. Đây cái này là dòng mới ha. Máy đẹp keng luôn à. Không có đầy xước á mối gì hết, màn hình không có đám mây, không có sao gì hết nha. Đồ điện tử là tiền nào của nấy nha cô chú anh chị, đừng có ham đồ rẻ nha. Rồi tiếp theo em có cái A51 là RAM 6 bộ nhớ 128, con này là còn full vân tay trên màn hình nha. Em bán với 2,7 triệu, nếu con này mà nó bị mất vân tay là bên em bán chỉ có 2,5 triệu thôi nha. Cô chú anh chị mình so bì giá cả thì nhớ hỏi là còn vân tay không giúp em nha.
đầy A51 full chức năng giá 2 triệu 7 vân tay trên màn hình. Cái máy nó có giá trị là quan trọng là cái màn cái vân tay nha cô chú anh chị. Rồi A31, A31 em có hai cây. Đây. Hai cái màn hình sống động luôn, một cây màu đỏ và một cây màu đen ha. Con này RAM 6 luôn nhớ 128 đi 5.000 nha cô chú anh chị. Màn hình tay hở nè. Là cái con này trên tay em một cây màu đen và một cây màu đỏ. Dạ cây màu đen là còn vân tay full chức năng giá 2 triệu 4. Cây màu đỏ là bị mất vân tay nha cô chú anh chị. Mất vân tay giá 2 triệu 2. Đây, trên tay em có hai cây nha, một cây màu đỏ nó vẫn còn đẹp nha. Màn hình ok, nghe gọi ok hết. Rồi, giá 2 triệu 2 cho cô chú anh chị luôn, cây A31 này mất vân tay nha. Còn cây này là 2 triệu 4, còn vân tay. Còn vân tay mất vân tay nó trên lệch nha, 200 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo tới dòng Apple nha. Apple bên em thì dòng thấp, đa phần là dòng thấp là máy nó đã qua sử dụng, còn dòng cao là máy mới 99% hàng lượt phụ kiện ha. Rồi A5S. A5S em có một cây màu tím và một cây màu màu đỏ nha. Con này là RAM 332. Màn hình 6.2 ha. RAM 3 bộ nhớ 32. Trên tay em là bán giá 1 triệu 350 nhưng mà bây giờ em sẽ bán cho chú anh chị giá 1 triệu 3. Chú anh chị mua nhớ nói giùm em nha là trên like. Trên live là chỉ có 1 triệu 3 thôi. Đây. Cái này là A5S nha, Apple A5S giá 1 triệu 3. Máy full chức năng. A1K. A1K hôm nay em có một cặp luôn nè. Hai sim nha cô chú anh chị. RAM 3 bộ nhớ 32 luôn, con này là giá nó là 1 triệu 4 nha, 1 triệu 4 cho cây này. Ủa xin lỗi em lộn nha, A1K em có 1 cây rồi nha. A1K em có 1 cây à, con này là RAM 2 bộ nhớ 32 giá 900k. Còn cây này là A12 nha, em lộn, hôm nay đi đám về, em bị chói nắng à. A12 RAM 3 bộ nhớ 32 giá 1 triệu 4. Rồi A3S RAM 3 bộ nhớ 32 luôn. Con này là RAM 332 nha cô chú anh chị. Con này là em bán giá 1 triệu nha. Hôm hổm em có một cây gì máy mới luôn, RAM 6 bộ nhớ 128 giá 1 triệu rưỡi. Cây này là em bán, cây này đã qua sử dụng rồi cho nên em bán rẻ cho cô chú anh chị là giá 1 triệu. Rồi là tiếp theo A15. A15 RAM 3 bộ nhớ 32. Cây này là máy là 1 triệu 7. Giá bán là 1 triệu 7 50. Nên em sẽ bớt cho cô chú anh chị là giá 1 triệu 7 nha. Để lẻ chi 50 ngàn. Máy full chức năng nha cô chú anh chị. Cam trước cam sau ok hết. Màn hình 6.5. 6.5, 6.6 gì đó. Đây nè, các chức năng em đã tải sẵn cho cô chú anh chị luôn. Về mình có tài khoản thì mình nhập tài khoản vô, không có mình cứ để về mình xài ha. Chụp hình là cam trước cam sau ok hết. Con này là giá bán là 1 triệu 7. Rồi A15 ha. Giá nó là tới 1 triệu 7 50 lần nha cô chú anh chị. Tại em theo á. Em bán giá rẻ cho cô chú anh chị hết nè. Rồi Oppo K3. RAM 8 bộ nhớ tới 512 nha. Cái này là cam trước cam sau. Ở cam nó chụp hình rất là đẹp ha, đây nè. Cái cam nó khi mà em trở màn hình về là nó lòi cái cam trên đầu này nha cô chú anh chị. Đây ha, đây. Nè cái cam nó lòi lên nè. Em quay lại lại cam thụt xuống nè. Đó. Rồi cây này là RAM 8 bộ nhớ 512 giá 3 triệu mốt ha. Apple K3. Rồi tiếp theo Apple A31 luôn. RAM 8 bộ nhớ 256.
Con này giá bán là 2 triệu ba luôn nè. 2 triệu ba nha, máy đẹp keng nha, miếng siêu mặt trước mặt sau còn luôn, máy đẹp 99% ha. Mỗi một mặt hàng em chỉ có một hai cây thôi nha, mà đa số mấy cái dòng Apple dòng cao này là chỉ có một cây duy nhất ha cô chú anh chị, nào mình đặt cây nào là em gửi cái đó nha. Rồi tiếp theo Apple A73 5G, 580 nhớ 256 luôn. Con này là đa sắc nha, màu đa sắc. Miếng siêu mặt trước, mặt sau là còn luôn nè, mặt sau nè ha. Đây em thấm keo ra nè, mới keo luôn ha. Và em sẽ dán lại cho cô chú anh chị về từ tháng nha. Rồi Apple dòng lục phụ kiện này, máy mới này là em tặng cho cô chú full phụ kiện luôn nha. Tặng cho cô chú anh chị một bộ cốc sạc và cáp sạc luôn ha. Ốp lưng tông. Rồi giá bán 2 triệu 9 nha cô chú anh chị. Rồi Apple K5. Con K5 này là 580 nhớ 256, màn hình 6.4 viên 5000. Con này là giá bán là 2 triệu 3 triệu 2. Máy đẹp keng luôn, nó gọn ha, nhỏ gọn. Cường lực và ốp lưng có sẵn kèm máy nha, tặng full phụ kiện luôn. Rồi A74 5G. Con này là màn hình nó bự ha. Con này màn hình 6.5, 6.6 gì ha, RAM 8 luôn nhớ 256. Pin 5000. Con này giá bán 2 triệu 9. Máy đẹp keng ha. Rồi A92020, RAM 8 luôn nhớ 256, màn hình 6.5. Con này pin 5000, giá 2 triệu 4. Đây máy đẹp, máy đẹp keng luôn nha. Thì cô chú anh chị nhận hàng được quyền kiểm tra hàng cho nên không có chê cái lỗi cái chỗ nào luôn nha cô chú anh chị. Mình kết nối wifi vô mình xài bình thường. Tại vì máy này là em mua thì máy phải xài được, em mới bán được nha cô chú anh chị. Ví dụ máy mới gì mà giá tiền nó cao nữa. À, nó không có cao gì máy nhưng mà mình bỏ đồng tiền cho mình mua mình phải test máy. À, nó ok hết, nó mới vừa túi tiền của mình ha. Đây. Cái này máy mới, lại nói máy mới nha. Con này là A56 5G, RAM 8 cộng bộ nhớ 256, con này giá bán là 2 triệu 8 nha. Ôi máy đẹp quá trời luôn nè. Mặt trước còn dán cường lực, mặt sau còn miếng siêu ở trong cái sườn này luôn nha cô chú anh chị. Em không có tháo ra luôn. Để mình bán máy mới ha. Rồi tiếp theo em có một cây Vivo. Vivo Y91, RAM 3 bộ nhớ 64. Con này giá bán là 1 triệu 3. 1 triệu 3 cho cô chú anh chị nha. Cái này thì máy đẹp trên 90% nha. Không đẹp lắm nha. Cái vỏ nói chung là tiền nào của nấy. Cô chú muốn mua máy đẹp keng thì cứ chọn dòng Apple. 108. Dù nhớ 256 nha. Máy đẹp keng luôn. Còn cái này là máy đã qua sử dụng rồi. Rồi tiếp theo Redmi C15 RAM 4 bộ nhớ 64, pin 6000 nha cô chú anh chị. Con này là pin 6000 luôn nè, con này mình mua về mình để mình chơi game hoặc là mình để cho em bé nó coi phim hoạt hình đồ ha. Màn hình 6.5, con này giá bán 2 triệu chẵn nha. Màn hình sống động đẹp long lanh luôn hai sim ha. Đây. Rồi cô chú anh chị nào mình mua thì các bạn Zalo số điện thoại bên trên ha, muốn hỏi gì thì em sẽ tư vấn cho cô chú anh chị tận tình luôn nha. Rồi Redmi 7 nè. Con Redmi 7 này RAM 3 bộ nhớ 32. Màn hình 6.2 inch thì chỉ có 4.000 thôi nha cô chú anh chị. Con này là bán rẻ cô chú anh chị, giá 1 triệu 4. RAM 3 bộ nhớ 32. Rồi tiếp theo Redmi Note 7 luôn. Redmi Note 7 này thì RAM 4 64 pin 5000. Giá bán là 1 triệu 7. Máy đẹp full chức năng ha. Máy đẹp trên 95%. Rồi tiếp theo em có cây Redmi Note 8 luôn. Redmi Note 8 RAM 4 cộng bộ nhớ 64, giá bán 1 triệu 8 nha. Máy đẹp keng ha. Rồi con này là cuối like rồi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình em xin nhắc lại cái hình thức xếp hàng bên em. Cô chú anh chị mình mua thì vui lòng cọc cho em 100k vào tài khoản nha. Nếu không có tài khoản thì cọc cả điện thoại, cọc xong cho em tên địa chỉ xong rồi em xếp hàng bên em là ship cost ship toàn quốc nha. Chiều thì tầm 4 giờ rưỡi em bán ngoài sân vận động Tân An. Còn ban ngày thì cô chú anh chị mình mua thì cứ tới địa chỉ 42 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Tân An, Long An, đường quán cơm cây sung á. Nếu cô chú anh chị không biết thì mình cứ
Giữ số điện thoại của em, kết bạn Zalo rồi đi tới đâu điện thoại cho em chỉ đường đi ha. Rồi em xin kết thúc video nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi kênh của Hàng Tô Điện Thoại nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị clip sau nha.